riết ra mình không biết mình bị gì luôn các bạn ơi. Nghĩ sao mình cầm tiền mình mua cây xúc xích bê lớn nè, mà mình mua cái đồ gà có chút xíu gì à. Nói chung thì mình thấy nó cũng là lạ nên mình mua về mình trải nghiệm thử nha. Đây là đùi gà xông khói, chất lượng Thụy Sĩ nhưng mà được sản xuất tại Việt Nam nha các bạn. Hai cái này thì mình mua với giá là 56.000, một cái là 100g. Xin mời các bạn nha. Rất là thơm, cái mùi ấm khói luôn các bạn ơi. Ở bên trong nó còn hơi đỏ đỏ vậy thôi nhưng thực chất nó đã chín rồi, nó rất là mềm luôn. Để mình chấm thêm với một tí tương ớt bay béo nha. Xin mời các bạn. Nếu mà không chấm với tương ớt á, thì 10 điểm luôn. Cá nhân mình thấy thì tương ớt chấm với cái này thì nó không hợp lắm các bạn, nó hơi chua chua. Còn cái đùi gà này thì mình thấy ăn rất là ok luôn. Cái phần da bên ngoài á, thì nó hơi giòn giòn dai dai một tí. Còn phần thịt bên trong thì nó mềm lắm các bạn. Gia vị bên ngoài á, thì người ta tẩm miếp rất là đều và vừa ăn luôn. Cái mùi ấm khói á, thì nó nhẹ nhẹ rất là dễ chịu luôn. Và các bạn có thể ăn trực tiếp như vậy luôn. Hoặc các bạn có thể đem chiên hoặc là nướng lên cũng được.